Hồi sáng nay một chị Phật tử, chị trước khi đi làm chạy qua phòng thăm mẹ thì thấy mẹ một chân rớt xuống giường, một chân nằm ở trên giường, người thì còn nằm trên giường mà người đã tím trào bọt mép rồi. Bà khi mà kêu xe cứu thương tới thì bà đã qua đời ở bên Mỹ. Thì Pháp Hòa thưa như vậy là để mình thấy rằng rồi ngày hôm bữa đây mình mới đi hộ niệm cho anh Phật tử ở chùa đây, 52 tuổi, 25 ngày Noel đó, còn qua gia đình mẹ để ăn trưa, ăn tiệc, rồi khuya đáo đi về, 26, 27 không gặp, 28 là gia đình vợ báo qua là chết ở trên giường, lúc nào không biết. Đó, thì trong cái buổi tang lễ ngày hôm khuya đó, lúc mà nhập quan phát tang, Pháp Hòa cũng có chia sẻ những cái điều mà mình thấy là cái sự sống chết. Và mỗi ngày mình có hai việc mình làm. Một là mình hãy ngủ dậy thì phải mở mắt, mà tối về ngủ thì phải nhắm mắt. Con người mình mỗi ngày làm có hai việc, mở mắt với nhắm mắt. Có nhiều khi mình thấy mở mắt ra có làm gì ta nhưng mà mình quên là nhắm mắt lại mình đi đâu ha. Thành thử ra mình làm hai việc, mình mở mắt và nhắm mắt. Và khi mình mở mắt ra thì mình nhìn ra bên ngoài, mình nhắm mắt lại thì mình gọi là đi ngủ, nhưng mà đó là một trạng thái mình xoay trở về. Vì vậy cho nên trong Phật giáo á, khi chúng ta ngồi thiền á, là chúng ta ngồi nhắm mắt, hoặc là chúng ta nhìn xuống phần nữa. Tại vì nhắm mắt nhiều khi nó đưa mình vào cái trạng thái hôn trầm buồn ngủ, cho nên là mình nhìn xuống phần nữa. Nhưng mà cái ý nghĩa đó cũng để tượng trưng là người tu chúng ta là lúc nào cũng phải xoay trở lại, nhìn trở lại mình. Mình nhìn ra ngoài để mình thấy mọi người, điều đó cũng không có gì sai. Nhưng mà đôi lúc mình chỉ nhìn người thôi mà mình quên nhìn lại mình. Mà nhìn lại mình là cái điều cần thiết nhất. Tại vì khi nào mình nhìn lại mình mới chỉnh đốn được mình. Còn mình nhìn người thì có thể mình chỉ sửa lưng người khác, mình chỉnh người khác, mà mình chưa hề có cơ hội mình nhìn lại mình chỉnh mình. Thật ra con người mình nó cũng hay. Mỗi ngày mình làm hai việc, ngủ với thức. Mà hãy thức thì phải mở mắt, mà ngủ thì phải nhắm mắt. Mà thức là tượng trưng cho tỉnh, tỉnh là mở mắt. Mà khi mình mở mắt ra thì mình mở mắt mình nhìn mình sống, nhưng mà mình mở mắt trao tráo nhưng mà mình vẫn làm sao mê. Cho nên có một vị thiền sư nói mở mắt vẫn cay nồng, tức là khi mà mình mở mắt ra nhưng mà cuộc sống mình vẫn say xỉn như thường, tức là mình chỉ sống nhưng mà mình không biết cách sống, vẫn sống sai, sống trong mê lầm. Cho nên khi mình nhìn lại là tượng trưng cho ngủ, mà tượng trưng cho cái sự gì đó nó tĩnh lặng. Cho khi người mà người ta tĩnh lặng rồi thì người ta sẽ thấy mọi việc nó sáng trong. Cho nên nhà Phật dùng chữ an lạc. Chữ lạc đó, nó khác với chữ hỷ. Hỷ là vui, vui mà mình có lộ ra bên ngoài. Giống như mình nhìn cái chuyện đó mình hoan hỷ quá, mình cười toe toét, mình cười lớn ra, hay là mình biểu lộ sự vui vẻ thì đó gọi là hoan hỷ. Nhưng mà khi mình tĩnh lặng mình tu thì mình không có hoan hỷ mà là gì? An lạc. Thật ra chữ lạc cũng là vui, nhưng mà chữ lạc này nó nói lên trạng thái vui từ bên trong, chứ không phải vui những cái bên ngoài. Thí dụ một ngày mình về chùa, mình tu đi đứng nằm ngồi trong tĩnh lặng, và những cái công việc của mình hàng ngày trong chùa không có gì nhộn nhịp như thế gian, không có ồn náo như thế gian, nhưng mà nó là một cái niềm vui tĩnh lặng ở bên trong và nuôi dưỡng được mình. Vì vậy mà mình dùng cái chữ an lạc. Khi nói tới an lạc thì nói đến cái vui từ ở bên trong vui ra, còn nói tới hoan hỷ thì phải nói từ những cái hình tướng bên ngoài. Cho nên chư Phật Bồ Tát duy có tượng Phật Di Lặc. Tượng Bồ Tát Di Lặc là cười hỷ hạ, biểu lộ cho sự hoan hỷ. Còn tất cả tượng Phật Bồ Tát khác thì
chỉ mỉm cười thôi, chứ không ai cười nhăn răng, cười tít mắt, vì biểu lộ cho sự tĩnh lặng an lạc. Tuần lễ này cũng là tuần lễ chúng ta tưởng niệm ngày Đức Phật thành đạo. Ngày lễ thành đạo đó có thể nói là còn quan trọng hơn cả lễ Phật đản nữa. Tại sao? Bởi vì chính ngày này là ngày mà Đức Thế Tôn đã tìm ra được ánh sáng mà chúng ta thường gọi là sự giác ngộ. Giác ngộ là giác cái gì? Ví dụ mình đặt một câu hỏi là khi Đức Phật ngồi thiền như vậy đó, ngày gọi là ngày giác ngộ, ngày thành Phật, thì lúc đó trạng thái ra làm sao? Hình tướng nó như thế nào? Bộ lúc đó là nổ tung một cái, là tự nhiên y áo trên người đổi thành một cái áo gì đặc biệt. Rồi tự nhiên ngài nhìn xuống, ngài thấy ủa giờ mình ngồi bông sen, nãy ngồi trên cỏ khô mà sao giờ ngồi bông sen. Dạ thưa không phải, vẫn là một con người ngồi trên cái cỏ khô đó tĩnh lặng bình thường, nhưng mà ở bên trong ngài đã phát hiện ra một chân lý, đó là tất cả chúng sanh ai cũng có được tự tánh giác ngộ, chứ không phải riêng một người nào. Và tất cả mọi hiện tượng sự việc trên thế gian này, mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này, không có cái gì mà nó có thể tự mình nó có mặt, mà nó phải đều nhờ những cái duyên, duyên với nhau, những cái yếu tố duyên với nhau để nó có mặt. Ngày ngộ ra được cái đó, ngày nhìn tất cả mọi thứ, ngày đều thấy có sự tương duyên, tương quan với nhau hết, gọi là giác ngộ. Thì lúc đó cái niềm vui của ngài vui một cách tột cùng, mà vui trong tĩnh lặng giữa rừng núi, ở cái rừng Gaya đó. Và khi mà ngài giác ngộ rồi thì ngài thốt lên rằng: không ngờ, lạ thay, tất cả chúng sanh đều có tự tánh giác ngộ, ai cũng có thể thành Phật. Và ngài thấy được sự kết hợp của thân này, cho nên ngài mới nói: này người cất nhà kia ơi. Người cất nhà đó là ai? Đó là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nó cất lên một cái nhà của một con người, một cái thân thể này. Xưa nay ta không biết ngươi, nhưng mà hôm nay ta đã biết rõ ngươi là ai rồi, thì ngươi không còn khả năng để làm cho ta khổ sở về cuộc sống này. Bởi vì khi mình thấy rõ được những cái gì nó kết hợp nên con người, thì có lúc nó phải hoại diệt. Như con người mình có ngày phải hoại diệt, nhưng mà mình bây giờ mình chưa diệt, mà mình đang gì? Đang hoại. Thành nè, sanh ra là một con người nè, rồi mình ở thành một thành, mình là một con người sống trên thế gian này. Nhưng trong khi mình sống đó, mình dị. Dị là mình thay đổi, phải không? Một tháng, hai tháng, ba tháng. Có những đứa bạn học chung với Pháp Hòa từ lúc mới qua, hôm nay nhờ cái đám tang của người anh gặp lại hết cả gia đình. Pháp Hòa hỏi lại đứa con nó năm nay nhiêu tuổi. Con trai lớn nó năm nay 27 tuổi. Dễ sợ. Cùng một thời đi học, và lúc đó là mới học lớp 6, lớp 7, lớp 8 vậy thôi. Lúc đó là chỉ biết đi học rồi giỡn cười với nhau, nguyên một đám Việt Nam mới qua vậy. Mà bây giờ nhìn lại thì con người nào cũng 30 tuổi. Tại mình không có gia đình, mình không có con chứ. Mình thấy con người ta mà nó chờ sao nó lớn dữ vậy. Quý vị thấy nãy nhỏ nó lên, nó 18 tuổi thôi, nó bên Mỹ qua nó dự tu đó. Nó lên nó chào và nó đi về đó. Mà mới 18 tuổi thôi mà nó đứng hơn mình gần hai cái đầu. Mấy đứa cao, Pháp Hòa nói trời ơi giờ sao ôm nó. Cái nó để con lùn xuống cho thầy ôm. Thì thưa đại chúng, là lẽ ra thì hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh mới, nhưng mà bởi vì khi mà chúng ta học 52 giai vị của Bồ Tát á, thì chúng ta chưa học xong, còn hai phần nữa mới hết. Cho nên Pháp Hòa cũng ráng hai phần này cho nó xong cái phần này, trước khi mình bước sang một bộ kinh mới trong năm mới để mình học. Thì hôm trước Pháp Hòa có thưa là
Khi mình tu đến chỗ thành Phật thì nó đều có những cái tầng bậc đi lên. Thì trong đó quý vị nhớ có 10 gì không? Đầu tiên là gì? Thập gì? Thập tính, rồi thập trụ, rồi thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, 50 rồi phải không? Rồi thêm 2 nữa là đẳng giác, diệu giác, đó là 52 nấc thang tầng lớp để tiến tới thành Phật. Thì hôm trước mình học được 30 rồi, thập tính, thập trụ, thập hạnh. Mà thập hạnh, thập tính, thập trụ, thập hạnh gọi là hiền. Tính, hạnh, trụ gọi là hiền. Khi nào tới lên tới thập địa gọi là thánh. Cho nên mình tụng cái bài đó: hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền. Thì chứng tam hiền đó là chứng thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Tính thì chưa, ai bước đầu vào trong thánh hay hiền cũng phải có tính hết. Bước vào cái đây là cơ bản phải có mà. Cho nên người nào cũng phải chứng thập tính cái đã. Sao? Rồi khi lên tới thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thì đang ở trong bậc hiền. Khi nào lên tới thập địa thì thánh. Cho nên cái câu thứ hai là hà sa ngại quỷ chứng tâm hiền rồi, vạn loài hữu tình đăng thập địa, tức là chứng thánh. Qua cái bài kệ đó là chúng ta thấy là cầu mong cho tất cả mọi người ai cũng chứng hiền, chứng thánh hết. Thì bây giờ đây là bậc hiền nè. Hôm trước mình thập trụ, thập hạnh rồi, bữa nay mình nói tới thập hồi hướng. Nhưng mà trước khi nói chữ hồi hướng á, thì mình xin nói lại một chút. Mặc dù cái chữ hồi hướng này mình nói rất nhiều lần, nhưng mà ở đây khi nói tới thập hồi hướng thì chúng ta phải giải thích một chút để nó liên quan tới cái bài học của ngày hôm nay. Theo cái nghĩa thông thường á, ai trong tất cả chúng ta khi chúng ta làm một việc gì, chúng ta đều nghĩ tới việc này mình làm để cho cái gì. Ví dụ như mình thấy nấu cơm để lát nữa có cơm ăn, đi học để biết chữ. Cất cái nhà để mình ở, rồi mai mốt cho lại con. Tức là mình làm một cái việc gì mình cũng đều có cái mục tiêu cho cái việc làm đó, chứ không ai mà làm khơi khơi hết. Thì mình tu cũng vậy, mình nói tu để mình thành Phật, tu để giải thoát, tu để an lạc. Và cái đó là mình cho phần của mình, còn mình để lại cho người khác thì gọi là lợi tha. Và hôm trước mình nói thập hạnh đó, thập hạnh là thuộc về cái phần tự lợi và lợi tha. Thế đây hồi hướng á, nó thuộc về lợi tha, tức là mình nghĩ đến người khác. Chữ hồi là gì? Hồi là mình xoay trở lại. Chữ hướng là mình hướng về người. Nhưng mà trước khi mình hướng về người thì mình phải xoay lại mình, coi coi mình có cái gì để mình hướng cho người ta. Chữ hồi hướng á, nó có nghĩa là một hành động. Mình gửi cái việc đó đến, mình trao cái việc đó, người nào đó nhận về và trao đến. Thì mình nhận, mình trao. Ví dụ mình tu đó, mình tu lúc nào cũng tụng kinh, xong thời kinh phải hồi hướng. Tại vì sao? Tại vì trong thời gian mình tụng đó, giống như mình gom lại, mình thu gom tất cả các công đức. Cho nên trong cái bài hồi hướng, trong cái bài phục nguyện đó có câu này là bằng tiếng Hán á: đệ tử chúng đẳng trì tụng kinh chú tập thử công đức. Chứ tập thử là gì? Là tập thử công đức là mình gom các công đức này lại để chuẩn bị mình hướng về cho một sự việc gì đó. Rồi sau này các vị còn nương theo cái chữ đó, rồi mình nói cái bài phục nguyện theo cái ý: vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa, thành kính thiết tha dâng lên Tam Bảo. Đó là hồi hướng, gom lại, mình gom lại để mình trao về cho ai thì gọi là hồi hướng. Nhưng mà ở đây á, mình hồi hướng nó có ba cách. Một á, là mình mong cầu trí tuệ, tức là con nguyện trì tụng kinh chú này
hay là con nguyện trì tụng kinh này, nguyện cho con trí tuệ phát sinh, căn lành tăng trưởng, ví dụ vậy. Tại vì sao? Tại vì khi mình ngồi mình đọc thời kinh đó, rõ ràng là mình có trí tuệ phát sinh. Mình nghe một bài pháp xong rồi, trí tuệ có phát sinh không? Ít nhiều gì cũng phải có sự mở mang, sự hiểu biết. Cho nên đầu tiên nhất là mở được trí tuệ, gọi là cái hồi hướng, cái ý nghĩa thứ nhất của nó là gì? Đó là mong cầu trí tuệ. Cái ý nghĩa thứ hai là gì? Là đem thiện căn do mình tu hành được ban cho chúng sanh. Thứ ba là đem thiện căn của mình đến pháp tánh bình đẳng như thật. Có hai thứ nha, một là thiện pháp, hai là thiện căn. Thiện pháp là gì? Thiện pháp nghĩa là những gì mà chúng ta tu được mình hồi hướng cho người. Còn thiện căn là gì? Là thiện căn là những cái căn lành của mình. Thí dụ như mình không có thích tụng kinh, mình không có thể ngồi tụng kinh được. Mình không thích nghe pháp, mình không ngồi được. Mình có cái căn, tức là cái gốc rễ của cái thiện lành đó, mình mới làm được. Có những người, người ta sát bên chùa, nhưng mà người ta đâu bao giờ người ta qua nghe pháp. Nhưng mà có những người ở ngàn dặm, người ta chạy tới người ta nghe, vì người đó có thiện căn để tu được cái thiện pháp. Ví dụ như mình có một cái căn lành á, thì mình mới thích những pháp lành. Ví dụ như nghe người ta nghèo khổ, thích bố thí. Cuối năm đi về Việt Nam bố thí. Người phải có thiện căn mới làm được thiện pháp. Mà thiện pháp là những sự việc mà chúng ta làm, như là tu tập, như là nghe pháp, như là làm việc lành. Còn thiện căn là mình có cái gốc rễ lành. Ví dụ mình nói con cũng nguyện cho tất cả mọi người đều phát tâm bồ đề. Đó là mình, vì họ chưa có thiện căn, nguyện cho họ có thiện căn. Để tu các thiện pháp, phát thiện căn thì tu thiện pháp. Ví dụ như giờ tự nhiên một lúc nào đó mình thấy thôi, ăn thịt cá đồ biển đồ mấy chục năm rồi, thôi bây giờ đến lúc ngưng lại để mình tập mình ăn chay. Tại vì cái tự nhiên một lúc nào đó mình thấy, nhìn mấy cái con đó mình sợ, mình không muốn ăn nó nữa. Hồi xưa là khoái lắm, mà phải ăn thiệt tươi á. Còn bây giờ tự nhiên mình nhìn thấy mình không có ham thích nữa. Vì thiện pháp nó sanh, cho nên cái căn lành nó có, cho nên sanh cái thiện pháp. Cho nên để ý, đại chúng để ý, khi những cái bài phục nguyện của mình á, là mình thấy trong đó nó nói lên được những cái ý nghĩa của hồi hướng. Đệ tử chúng đẳng tập thử công đức hồi hướng cầu nguyện pháp giới chúng sanh, giai phát căn lành tu chư thiện pháp. Ai ai cũng đều phát được cái tâm lành để mà tu các pháp lành. Vậy thì hồi hướng là mình xoay trở lại để mình hướng về người. Thứ nhất là mình xoay lại mình để mình hướng về người khác, là hồi tự hướng tha. Hồi tự hướng tha là tự mình phải xoay lại mình trước khi mình hướng về người khác. Ví dụ như có một chuyện là cái cô ở trong Tây Du Ký có kể câu chuyện là một hôm nọ, ông vua nước đó, ông biết ông chọc ghẹo gì đó, thì bị Tôn Ngộ Không nửa đêm cạo trọc râu tóc của ông vua, xong rồi xoay qua cạo trọc luôn đầu bà vợ. Sáng hai vợ chồng ngủ dậy giật mình, cái ngó nhau, cái bà vợ thấy đầu ông vua trọc lóc, bà cười quá trời cười luôn. Cùng một lúc ông thấy bà vợ mình cái đầu cũng trọc lóc, cười thôi là cười. Thấy không? Cái đó là coi như là mình chỉ thấy người khác mà mình không nhìn lại mình. Tới hồi hai người chỉ nhau, trời ơi cái đầu của Khanh, thì cái bà vợ nói đầu của hoàng thượng, thì hai người rời nhau thấy trọc hết trơn. Có cái cô, có một cái sư cô kia tu ở trong chùa, đã đi ngang cái giếng, nó giếng nước uống, thấy cái quần rớt ở dưới cái giếng, trời ơi được cơ hội rồi, còn cầm cái quần đó ra, cô bắt đầu cô kêu hết trong chùa ra, có ai trong liêu trong phòng không, ra đây mà coi nè, ai mà ẩu tả phơi quần phơi áo mà không có để ý để tứ gì hết, rớt cái quần vô trong cả một cái giếng nước uống của đại chúng nè, ra đây mà coi.
Thì trong khi cổ nhìn kỹ, ủa sao cái quần giống của mình quá. Tới hồi mà cổ nhìn kỹ là thì ra cái quần của cổ. Cái cổ đó, lúc đó cổ nhìn quanh nhìn quất coi có ai không để cổ giấu luôn cái quần đó cho rồi. Thì cái đó giống như nhiều khi mình nói người ta nhưng mình quên nhìn kỹ cái việc đó. Hồi tự hướng tha là mình nhìn lại mình để mình thấy được người. Đó là cái hồi hướng thứ nhất. Cái ý nghĩa đó nha, cái ý nghĩa sâu sắc của chữ hồi hướng đó. Cái ý nghĩa thứ hai là hồi tiểu hướng đại. Hồi tiểu hướng đại là đôi khi mình xoay lại, mình thấy cái việc làm của mình nhỏ thôi nhưng mà mình biết hướng về cái lớn. Ví dụ như đệ tử chúng đảng trì tụng kinh chú nguyện hồi hướng công đức thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Trời ơi, mình cầu cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc do mình tu được 30 phút nãy giờ đó. Nếu mình nói về cái lượng mình tu thì tu có 30 phút à, mà hồi hướng quá trời luôn. Đó, đó là mới có đi từ từ nghe. Thế giới hòa bình chúng sanh an lạc, bắt đầu thiền môn nghiêm tịnh, đại chúng an hòa nha. Rồi mới tới gì? Thí chủ đàn na và tăng long phước thọ ha. Rồi tới đệ tử chúng con hiện đời nghiệp chướng tiêu trừ. Bắt đầu tới bá tánh bá gia gì mình đọc một lô hết. Quá trời nhiều. Nhưng mà ở đây á, chữ hồi tiểu hướng đại là đôi khi chúng ta xoay lại mình. Mình tu một việc nhỏ thôi nhưng nếu mình hướng về cái lớn thì việc đó rất lớn. Pháp Hòa ví dụ, hàng tuần á, đại chúng dành thời gian của mình về chùa đại nấu một bữa ăn ngày Chủ nhật. Nhiều khi mình nấu một ngày Chủ nhật nửa ngày nhưng mình thấy việc làm mình bình thường thôi nhưng mà thật sự nó đã đóng góp cho cái ngôi chùa đó được phát triển, được duy trì mọi sinh hoạt tốt đẹp. Vì cả 100-200 người ăn bữa ăn đó của mình. Hay là bây giờ mình chỉ cần bỏ ra mỗi người một khóa tu, mình để ra mỗi người vài chuyến đi phi trường đón thôi. Mỗi người vài chuyến thôi, tự nhiên mình kéo về cái chùa Tây Thiên cả ngàn người tu học. Chỉ trong chút lát cái việc làm nhỏ của mỗi người trở thành ra một sự kiện rất là lớn. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Hay nói cách khác, nếu trong sự tu tập của mình chịu đựng một việc nhỏ để mình đi tới một việc lớn. Pháp Hòa nói ví dụ nhiều khi cái người đó họ đang làm cho mình rất là tức, nhưng mình nghĩ lại cả đại chúng, cả tập thể đây, nếu mà mình nói lại là sẽ có chuyện. Thôi nhịn đi, nhịn giữa mình với người đó là một việc rất nhỏ, để cả một cái lễ này, cả một cái đại chúng này được an lành. Cái đó là hồi tiểu hướng đại đó. Là một việc nhỏ thôi nhưng mà mình đã hướng về một sự việc, một sự việc rất là lớn. Thứ hai rồi phải không? Thứ ba là gì? Hồi nhân hướng quả. Hồi nhân hướng quả là mình xoay lại những cái nhân của mình làm để mình hướng về những cái quả mà mình sẽ thành tựu. Thí dụ mình xoay lại đi về chùa tu tập, và cái quả của mình hồi hướng đến cái quả đó là gì? Đó là mình thấy được những cái kết quả của sự tu tập. Và mình thấy rằng cái nhân mình tu thì cái quả nó không có sai, vì mình tu thì nó sẽ được cái kết quả đúng như cái nhân mình tu. Hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả. Cái thứ tư là gì? Hồi sự hướng lý. Bốn ý nghĩa của chữ hồi hướng đó. Hồi hướng có bốn ý nghĩa và bốn cách. Hồi sự hướng lý tức là mình xây lại, mình hồi lại tức là mình nhìn lại cái sự mình làm để mình đạt được, thấu được cái đạo lý. Như tất cả trong việc làm đời này chúng ta làm không có cái gì thiếu sự hết đó. Nhưng mà trong cái lý mình đó, cái lý của mình nó có, nhưng mà để thể hiện cái lý, để thấy được rõ cái lý, chúng ta phải làm cái sự. Ví dụ như mình làm mâm cơm mình cúng, đó là sự đó. Thấy được cái lý là gì? Đó là sự trở về của con cháu
nhận diện được gốc rễ, được những cái ngày sum họp trong gia đình. Mình lễ cái tượng Phật thì người ta nói, ủa cái tượng này tượng xi măng, tượng đồng mà mắc chi lại. Đó chỉ là cái sự thôi, sự tướng thôi. Để mình thấy được cái ý nghĩa sâu xa, đó là mình xoay trở lại, để mình trở về, mình giảm đi cái ngã mạn ở nơi mình và tăng trưởng được cái đức khiêm cung ở nơi mình. Và cái tượng đó chính là giúp cho mình sanh được cái công đức lành, sanh được cái thiện pháp, sanh được cái thiện căn. Cho nên tất cả việc làm của chúng ta, việc gì nó cũng có thể hồi hướng được hết. Quý vị thấy ngày trong Phật giáo là lúc nào cũng nói cái vấn đề hồi hướng. Ví dụ như giờ mình là tổ chức lại một lễ trai tăng cúng dường đi. Trong lễ trai tăng này nè, cái nhân của mình đó là tạo tác của cái bữa lễ trai tăng. Và cái quả mình thấy là có người phát tâm cùng theo với mình trong cái lễ đó. Và tất cả buổi lễ đó đã thành tựu do cái nhân mình muốn phát ra, thỉnh chư tăng đại chúng về thiết cúng dường trai tăng. Hồi gì? Hồi nhân hướng quả. Hồi sự hướng lý là tổ chức một cuộc lễ trai tăng để cho tất cả mọi người có cơ hội phát tâm cúng dường, nghe pháp. Hồi tự hướng tha là mình vì thân nhân của mình tổ chức, và không phải chỉ thân nhân mình được hưởng, là pháp giới chúng sanh âm siêu được đều được lợi. Cho nên trong việc làm của mình nó đều có ý nghĩa đó, gọi là hồi hướng. Vậy thì bây giờ tất cả các vị Bồ Tát lên tới cái cấp thứ tư này, hồi hướng là chúng ta trở về đem cái tâm cứu hộ cho chúng sanh theo tinh thần của thập hồi hướng ở trong kinh Hoa Nghiêm. Và cái phẩm thập hồi hướng này ở trong kinh Hoa Nghiêm phẩm thứ 25. Thứ nhất là cứu hộ dứt thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Nghĩa là hồi hướng cứu hộ tất cả chúng sanh nhưng lìa khỏi tướng chúng sanh. Sao gọi là cứu chúng sanh mà lìa khỏi tướng? Tại vì mình dính cho một cái tướng nào thì mình cũng đều khổ hết. Bây giờ mình thực hiện lục độ ba la mật, tứ nhiếp pháp để độ chúng sanh bình đẳng, không phân biệt kẻ oán người thân. Tại vì còn mình dính một cái tướng chúng sanh, nghĩa là tướng nam, tướng nữ, tướng thân, tướng sơ. Tướng tức là những hình tướng, mà bằng cách nào? Ví dụ mình nói người này quen thân nè, người này quen sơ sơ nè, gọi là thân sơ là vậy đó. Mà người tu là mình làm cái gì cho ai, mình vượt cái thân sơ. Thí dụ như có những nơi người ta nói chùa mình á, chùa của tôi chỉ đi tụng kinh đám cầu siêu cho những member, còn ai không phải member là họ không đi. Nhưng mà mình thì khác. Ở đây là không cần phải là hội viên, không phải là member, ai thỉnh là mình tới. Tại vì người ta hữu thỉnh hữu lai, mình có, người ta có mời thì mình có đến. Đó là mình cứu tất cả chúng sanh. Nhưng mà cái chữ cứu này nó nhiều cách. Mình đem cái pháp ba la mật, mình đem tứ nhiếp pháp, mình bố thí, mình ái ngữ, mình lợi hành, mình đồng sự gì đó. Nhưng mà lìa hết tất cả các cái tướng thân sơ, gọi là người thân kẻ sơ, để mà hồi hướng cho họ. Cho nên ở đây mình làm tất cả việc gì chúng ta làm mà chúng ta không phân biệt kẻ oán người thân. Thứ hai là bất hoại hồi hướng, nghĩa là hồi hướng không có bị hoại diệt, đã có một đức tin bền chắc, không hoại nơi tam bảo, nay đem hồi hướng căn lành ấy đến tất cả chúng sinh, làm cho họ đạt được nhiều lợi ích an lành. Bất hoại hồi hướng tức là mình hướng về tất cả mọi người và không có cái sự lui sụp. Vì sao? Vì mình tin tưởng rằng việc làm của mình ít nhiều gì cũng đều làm lợi lạc cho mọi người.
Ví dụ như mình thấy thôi mùa đông trời lạnh quá, chắc không ai chịu tu tập gì đâu, nhưng thử mình cứ làm đi, thì không người này thì cũng có người khác, dù ít dù nhiều người ta vẫn tới. Vì mình hướng đến tất cả mọi người, mình có niềm tin đến cái pháp môn, mình có niềm tin với sự tu tập, mình hướng với tất cả mọi người, mình làm tất cả việc thì không có gì lôi xuống. Có những khóa tu mùa xuân, trước khi vô khóa tu là bão tuyết, nhưng mà rồi mình đã quy định cái ngày rồi thì tổ chức thì phải tổ chức thôi, cho cuối cùng mọi việc cũng được ổn. Ví dụ như vậy. Cho nên có một cái hồi hướng thứ hai gọi là bất hoại hồi hướng. Chữ hoại là gì? Không có lui sụt, là cái sự bền chắc. Mình có cái niềm tin bền chắc ở Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Thứ ba là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, là hồi hướng với bằng với tất cả chư Phật, nghĩa là đồng với những việc làm của chư Phật trong ba đời, không đắm sinh tử, không xa rời Niết Bàn. Chư Phật, Bồ Tát đi đến cõi đời này làm tất cả mọi việc nhưng mà không đắm nhiễm giữa sanh tử hay Niết Bàn. Pháp Hòa ví dụ như các vị đến đây á, các vị không cầu sự bình an, nhưng cũng không có cầu, không sợ cái sự khổ nhọc. Khi nào người ta cần thì mình làm thôi. Vậy thì Phật Bồ Tát có cái nguyện như vậy, thì chúng ta cũng có cái nguyện bằng với các ngài. Thí dụ như các ngài nguyện là khi nào độ hết chúng sanh mới thành Phật, thì mình không dám nói là độ hết chúng sanh. Giờ mình ví dụ mình nói nhỏ nhỏ thôi, tôi làm hết việc hay làm hết bổn phận của mình là bằng rồi. Hôm rồi có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, chứ Phật có cái gì làm không được không? Tại thường thường mình nghĩ Phật cái gì cũng làm được phải không? Nhưng thưa đại chúng, Phật có ba điều Phật không có làm được. Cái đó gọi là gì? Tam bất năng. Phật có ba điều không thể làm được. Trong đó có một điều là độ vô lượng vô số chúng sanh, nhưng không thể độ những chúng sanh không có duyên. Như vậy thì Phật có khả năng độ tất cả chúng sanh, nhưng mà người không có duyên lấy gì độ, phải không? Phật biết vô lượng, biết được hết tâm niệm của tất cả chúng sanh, nhưng Phật không thể độ hết tất cả mọi người. Hay là nói cách khác là Phật biết tất cả nỗi khổ của chúng sanh, nhưng Phật không thể giải hết tất cả cái nghiệp của họ. Có thể cứu khổ cho họ, nhưng mà nghiệp họ, ví dụ như giờ họ đang thọ nghiệp, họ khổ, tới an ủi họ, tới cho họ cái pháp hướng thiện để họ thấy được đạo lý nhân quả, nhưng không thể nào giải nghiệp. Tôi nói cho anh hiểu đạo lý thôi, nhưng không có nghĩa là tôi có thể làm gì được cho anh giảm nghiệp. Ví dụ như người ta khổ vì cái bệnh, thì mình tới mình nói khuyên họ, nói về sự sanh già bệnh chết, nói cho họ biết cái đạo lý là sự thật con người ai cũng phải bệnh. Nhưng mà không thể nào làm cho họ không bệnh hay là hết bệnh. Cho nên Phật cũng có những điều Phật không làm được vậy. Trong đó có một cái sự việc là Phật không thể độ những chúng sanh không có duyên. Thì mình cũng vậy. Mình làm cho tất cả, mình cũng muốn kết duyên với mọi người lắm chứ. Nhưng mà có những người duyên nó không vô, gắn nó không dính. Gắn vô hồi là tự cái móc nó tróc ra. Hay nói cách khác nè, Pháp Hòa nói ví dụ như là tuần lễ này đi, nó chờ tuần này mình không có nhận lịch đi giảng ở đâu hết, mình sẽ được ở nhà. Nhưng mà nói ở nhà thôi chứ không có dám nói là được rảnh rồi nha. Tại vì sao? Có những việc đột xuất. Phật tử gặp, thầy còn đi đâu nữa không? Nói dạ theo lịch thì không có đi đâu nữa hết, còn chuyện đột xuất thì không biết. Tức có những cái việc đột xuất mình phải đi, mình đâu biết được. Thì khi chúng ta đi vào trong cõi đời này cũng vậy, chúng ta không cầu sự khổ nhọc, nhưng chúng ta cũng không nản lòng vì khổ nhọc. Hay ngược lại, chúng ta không cầu sự bình an, nhưng nếu có bình an chúng ta cũng từ chối. Nếu mình nhàn được nhàn, mà lúc mà mình bận việc thì phải bận việc.
Có nhiều khi á, mình không bao giờ mình biết được ngày mai mình sẽ bận cỡ nào. Đại khái mình có khái niệm thôi. Nhưng mà nhiều khi mình thấy việc nhiều, nhưng mà là việc nào nó cũng nhạt. Bây giờ ở đây trong vấn đề hồi hướng á, là tất cả chư Phật trong ba đời làm những việc của chư Phật, không đắm sanh tử, không xa niết bàn. Các ngài ở trong sanh tử mà không bị đắm chìm bởi sanh tử. Ví dụ như các ngài vẫn đi chợ nhưng mà không có bị cuốn hút bởi những cái hình ảnh sắc tướng, màu sắc đẹp đẽ hay là những món hàng on sale. Có đi nhưng mà tâm vẫn tĩnh lặng. Còn mình bây giờ ý định là đi chơi, nhưng mà hồi thế nào về trong giỏ cũng có một vài món. Tại vì thứ nhất là nó sale, thứ hai là nó đẹp. Không định mua gì mà về cũng vài món. Nhưng mà cái người mà người có nhiều khi mình định mua một món thôi, nhưng mà rang rác thế nào cũng phải ba món. Cho nên từ chút xíu đó là mình thấy mình rất là dễ bị lôi. Thứ tư, chí nhất thiết xứ hồi hướng. Hồi hướng đến tất cả mọi nơi, lấy những căn lành tu tập được do sức hồi hướng mà trải khắp đến tất cả mọi nơi, từ tam bảo cho đến chúng sanh, dùng làm các lợi ích để cúng dường và phụng sự. Cái này là mình hồi hướng cho tất cả mọi nơi mọi chốn, không có phân biệt. Giống như mình tụng kinh đó, cúng ngọ đó, có một câu là thử thực sắc hương vị, tức là thức ăn này có sắc, có hương, có vị. Thử thực sắc hương vị. Thượng làm gì? Cúng thập phương Phật, tức là trên là cúng cho 10 phương Phật. Trung, phụng chư hiền thánh, ở khoảng giữa là cúng cho tất cả các bậc hiền thánh. Rồi hạ là gì? Hạ cập lục đạo phẩm. Phía bên dưới, thượng, trung, hạ, dưới còn cúng cho tất cả 6 loài lục đạo phẩm. Trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cúng khắp. Rồi gì nữa? Đẳng thí vô sai biệt. Phải không? Cái bài tụng cúng ngọ đó. Thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mãn. Tùy theo mỗi người nhu cầu cận như mà no đủ hết. Ví dụ như giờ tôi nấu xong một nồi hủ tiếu, thượng cúng chư thầy, rồi trung các giới tử, hạ nhà bếp, mọi người đến viếng chùa. Tùy theo bụng của mỗi người, đói ăn 2 tô, no ăn 1 tô. Còn mà ăn chưa đủ ăn thêm chè, ăn thêm bánh. Đẳng thí vô pha sanh biệt, tùy nguyện giai bảo mãn. Tùy theo cái nguyện của các vị, tôi cúng là tôi cũng đủ hết á. Và tùy theo cái tâm nguyện của các vị đều no đủ hết. Cũng giống như ánh nắng mà rọi xuống, không có phân biệt. Chỉ trừ những chỗ nào nó bị che thì nó không có được ánh nắng thôi. Còn chỗ nào không bị che là nắng soi rọi đều hết. Cũng như mưa vậy. Thì cái thứ tư là gì? Chí nhất thiết xứ hồi hướng. Hồi hướng cho tất cả mọi nơi mọi chỗ. Mình nấu xong cái gì mình cũng múc ra đó. Múc ra là mình để nào là để cho thầy, để cho người này, để cúng vân vân. Cho nên vừa rồi cuối cùng là tất cả mọi người, trên từ các vị hòa thượng lớn xuống cho đến tất cả những người làm bếp, những người làm nghĩa là phục vụ cho cái ngày lễ đó, đều phải được ăn uống đầy đủ hết. Đó là một cái hình thức hồi hướng. Cho nên nếu như mình nói là, ví dụ mình nói không, cái này tôi nấu bún đặc biệt cho hòa thượng, còn những người thường ăn cơm, còn những người khác ăn đồ dư. Này không phải. Tức là mình nấu ra một cái gì rồi là mình muốn cho tất cả mọi người trên dưới đều có được no đủ hết. Thở đây là một hình thức hồi hướng. Hôm rồi có vị gửi đến đây, có một cái cô đó, cổ có in được một số kinh tụng hàng ngày.
Thì cụ gọi đến một cái chùa địa phương thì chùa địa phương không có nhận. Chùa địa phương không nhận thì cứ để yên đó. Thì cuối cùng là gọi lên đây, nói giờ con có một số kinh đó thầy nhận không? Pháp Hòa nói nhận. Nhận rồi thì sao? Mình đem ra đó mình để, rồi mình giới thiệu ai người ta có nhu cầu tụng kinh, người ta thỉnh về. Cái cuốn đó quý vị mua cũng bằng tiền đó, chứ đâu phải là đồ free đâu. Nhưng mà tại vì người ta cúng cho chùa thì Pháp Hòa đem ra tặng lại cho đại chúng. Ai có nhu cầu cần tụng kinh bằng tiếng Việt, quý vị thỉnh về tụng. Thì người không luận là người mới sơ cơ hay là người tu lâu, quyển kinh đó ai cũng có thể thỉnh. Và những bài kinh rất thiết thực để sự tu tập của mình. Có nhiều khi mình có nhiều người người ta phát tâm đi làm, người ta để dành tiền vậy đó. Người ta đem về Việt Nam, người ta xây những cái nhà tình thương. Mỗi căn nhà vậy trị giá khoảng 2.000 đồng. 2.000 đồng thôi mình có được căn nhà cho người ta ở. Dù không phải là một cái nhà cao sang, nhưng mà ít nhất người ta có được cái chỗ che mưa che nắng lành mạnh. Đó là cái tâm hồi hướng bình. Mình có cái nhà ở tốt, mình không có khả năng làm cho người ta tốt bằng mình, nhưng mà ít nhất người ta bằng mình ở cái chỗ là không bị dột bởi nắng mưa. Cho nên Đức Phật nâng giai cấp của mọi người lên. Cái anh mà đổ phân, anh hớt tóc, một cái cô dâm nữ, họ đều có thể tu hết. Cho nên khi mà ông vua ông nghe mà Phật độ cho mấy người mà cùng đinh vô tu, ông bực lắm. Ông nói như vậy là trong cái giáo đoàn này giờ nó tạp nhạp rồi, không có còn là thuần khiết là những cái người sang trọng cao cả nữa. Ông đi vô ông định hỏi Phật mà tại sao Phật làm cái việc gì mà kỳ cục vậy. Thì Phật mới nói hồi nãy đại vương vô trong này đi ngang cái gốc cây đó, có thấy cái thầy đại đức trẻ đó đang ngồi thiền không? Nói dạ thấy, tướng tá rất đẹp, ngồi rất trang nghiêm. Thì Đức Phật nói đó, đó là cái ông mà nãy ông mới chê đó, gánh phân những cái người cùng đinh đó. Nhưng mà nếu họ chịu tu, họ vẫn có cái tướng đẹp như thường. Cho nên mình làm việc gì á, mình bình đẳng. Ở trong chùa hay có cái từ như này nè. Thí dụ như giờ hỏi cúng dường á, ta bỏ bao thơ á, đều hết trơn á, mình xài chữ gì biết không? Phổ đồng cúng dường. Phổ đồng cúng dường là gì? Bao nào cũng giống nhau. Mà hễ mình để nó trật á là phải làm dấu. Có làm dấu có nhiều khi ghi lộn, đưa lộn. Pháp Hòa bị hoài chứ gì. Đưa xong thầy cho con xin con coi lại, con coi chừng đưa lộn. Thật là khi mà mình phổ đồng cúng dường là mình khỏi làm dấu à. Mà cái gì mà nó không bằng với nhau là phải ghi chú dữ lắm mà. Nhiều khi bẻ bao thơ để, bẻ trên bẻ dưới gì ra tới ngoài, ủa cái trên này của ai, cái dưới này của ai, chạy vòng vòng đi hỏi. Chí nhất thiết chúng sanh nội hướng là như vậy. Rồi ví dụ như mình tụng cái bài cúng cô hồn buổi chiều nè. Thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng Phật tử, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ. Thần chú gia trì này đã có, thức ăn này đã có sự gia trì của thần chú làm cho nó thanh tịnh. Cúng khắp gọi là phổ thí, cúng khắp hà sa, hằng sa đó là số nhiều như số cát, các vị Phật tử, các vị hữu tình, các loài cô hồn. Nguyện điều đó đủ, bỏ sang tham. Ai cũng no đủ hết, không cần phải giành giật, không cần phải che giấu, không phải phải keo kiết. Ai cũng có đủ hết á, quý vị đừng có cần phải giấu giếm gì. Nguyện điều no đủ, bỏ sang tham. Nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ. Sớm lìa được cái chỗ tối tâm, sanh về tịnh độ. Tối tâm là gì? Là khi tâm mình sống dở, sống mà còn chỉ biết bảo thủ cho mình, chưa biết hướng tới người. Khi nào mình hướng tới người là mình sanh tịnh độ ngay. Tại vì sao? Tại vì mình không còn có cái tâm phân biệt nữa. Gọi là hồi hướng, nhất trí nhất thiết, xứ hồi hướng,
Nhất thiết xứ là tất cả mọi nơi chốn. Cho thế thì quý vị thấy là trong chùa mình tụng kinh á, hay là mình làm việc gì á, mình nói là lục đạo là gì? Là sáu cõi, trong đó có thiên đường nè, là trời đó, Atula nè, người nè, địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè. Cái đó gọi là lục đạo. Có khi gọi là lục thú. Chữ thú này không phải là thú vật, chữ thú này là chỗ, là nơi. Lục thú tức là nơi sáu cõi, sáu chốn. Thứ năm là vô tận công đức tạng hồi hướng. Hồi hướng kho công đức vô tận. Chữ tạng là gì? Chữ tạng là cái kho. Ví dụ như ở chùa mình mấy thầy đó, chữ tạng đó, đức tạng nghĩa là cái kho chứa đức. Tịnh tạng nghĩa là cái kho chứa sự thanh tịnh. Huệ tạng tức là cái kho chứa trí tuệ. Chữ tạng là chứa. Chữ tạng hay đọc chữ tàng cũng được, nó cùng một chữ đó. Thí dụ như mình có tám thức nè: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạc, na, a lại gia. Thì a lại gia còn được gọi là tàng thức hay là tạng thức, là cái chỗ chứa. Nói bây giờ là cái memory của mình đó. Trước khi quý vị đến chùa Trúc Lâm, trong đầu, trong cái đầu mình nó không có cái hình ảnh chùa Trúc Lâm. Nhưng khi mình đến chùa Trúc Lâm rồi là bắt đầu tất cả hình ảnh của chùa Trúc Lâm nó thu vô trong cái tàng thức đó rồi, cái kho chứa đó rồi. Chỉ cần nói chùa Trúc Lâm là bao nhiêu cái hình ảnh của chùa Trúc Lâm nó đi lên. Thậm chí mình diễn tả nó nói: chị nhớ dưới cầu thang không, đó đó chỗ quẹo chỗ đó có cái kho gạo đó, nhớ không? Nhớ liền. Mình đi hàng ngày rồi, hình ảnh trong cái chùa đó mình biết hết, nằm trong cái đầu mình. Thì ở đây là gì? Công đức tạng nghĩa là cái kho chứa công đức vô tận. Tùy hỷ tất cả căn lành vô tận, hồi hướng mà làm Phật sự để đạt được căn lành công đức vô tận. Mình tùy hỷ với tất cả căn lành vô tận, hồi hướng mà làm Phật sự. Tất cả việc gì mà mình thấy, mình nghe, mình biết đều tùy hỷ theo tất cả. Và mình tùy theo mỗi Phật sự mình ứng dụng. Quý vị thấy rõ ràng á, những người mà người ta đến với chùa đó, mỗi người đến mỗi kiểu. Có người có nhu cầu bệnh duyên mới tới chùa. Có người tới là vì người ta có nhu cầu ăn chay. Có người đến người ta thích tụng kinh, có người đến nghe pháp. Và thậm chí có những người ta đến vì ta đau khổ quá, ta muốn tìm thầy để người ta giải những nỗi khổ. Nếu mà nói cái khổ của chúng sanh vô tận không? Vô tận. Có những gia đình đó, người ta chỉ cần cầu mong con của người ta hiền lành, đừng có phá quậy, đừng có ăn chơi. Nó không đi làm cũng sao hết á, miễn sao là nó sống cuộc đời nó lành thiện, nó tốt là được rồi. Mà không được người ta cũng khổ vô cùng. Nhưng mà có những người con cái rất là thành công, nhưng mà người ta có cái high expectation đó, là có nhiều cái điều đặt để đó, nó không được như vậy là mình buồn ngay. Rồi mình khổ đau, rồi mình làm khó dễ nó, do nó không đủ cái điều, cái tiêu chuẩn như mình muốn. Cũng khổ không? Đó. Một gia đình con không ra gì cũng khổ. Một gia đình mà con nó quá thành tựu như mình muốn, nó hơn những cái gì mình muốn nữa mà không được, mình cũng khổ. Nên nói là vô tận. Một đứa con cũng khổ tại vì con đứa à. Rồi cưng dữ lắm. Mà nếu mà nó có vợ rồi mà nó chỉ biết vợ nó thôi, nó không biết mình, nghĩa là mình sụp đổ vô cùng. Rồi thí dụ lỡ đứa nó đi tu cái mất hết. Nói trời, con đứa con à, phải chi tu hai ba đứa tôi cúng cho con đứa cũng được, phải không? Thử ra nếu mà nói cái khổ của chúng sanh thì cũng vô tận. Vậy thì chúng sanh đến với mình bằng vô tận những cái điều kiện họ nhu cầu, thì mình cũng tùy thuận vô tận những cái đó.
Để làm gì? Để tạo mọi căn lành, đưa mọi căn lành đến cho họ. Ở trong chùa mỗi ngày thường ít nhiều thì cũng sẽ có một vài vấn đề. Người ta đến đây người ta có những cái khó khăn khổ đau. Nhưng mà nếu mà người nào đến với mình, mình cũng đều phải ngồi đó và lắng nghe, tùy theo những cái nhu cầu, rồi mình đem những cái pháp lành đó mình hướng dẫn cho họ, để họ phát khởi một căn lành. Cho nên đại chúng thấy là nội cái chuyện mà hàng chủ nhật mà mình đứng đó mình service, lấy cơm cho người ta thôi. Có nhiều khi mình đưa dĩa cơm qua cái ta nói nhiều quá ăn sao hết. Có nhiều khi ta cầm lên cho nói nguội gắt sao ăn. Đâu phải bình thường phải không? Rồi ví dụ như người ta mình nấu cái món ví dụ mình nấu cái món gì đi, ta ăn xong ta nói cái này rất ngon mà phải cay một chút nữa ngon hơn. Cái anh kia nói cay nữa ai ăn. Tôi không ăn cay được. Quý vị thấy không? Đâu phải chuyện bình thường. Nhưng mà rồi á, ai mình cũng say qua mình nói dạ. Thí dụ mình nói sao phải cay một chút nữa, muốn cay về nhà nấu tự ăn. Nếu mình nói vậy là mình đâu gieo căn lành với họ phải không? Và nói sao? Dạ tại không dám nấu cay nhiều, vì ở đây chỗ công cộng có người ăn được, người ăn không. Còn mình nấu, thí dụ mình nấu sa tế ra, cái người ta nói đậu phộng ít quá, phải thêm chút nữa béo. Nói dạ có nhiều người bị allergy, đậu phộng không nấu được. Tức là tùy theo, mình phải đưa cái căn lành, tức là mình nói sao để cho họ thấy được, họ mình phát triển một cái niệm lành nơi họ, mà không để cho họ đừng nghĩ cái khác. Nếu mà họ suy nghĩ, họ nói không sao, nếu mình thích cay thì mình thêm miếng ớt. Rồi mình có nhiều người, người ta không ăn cay được là người ta phiền dữ lắm. Người ta nói nấu gì mà cay quá sao người ta ăn. Muốn cho người ta ăn mà nấu kiểu này ăn gì nổi. Thí dụ vậy. Nhưng mà nếu mà mình nạt nộ người khác thì nó không thành cái căn lành. Vì cái căn của họ nó đang vậy rồi nè. Cái căn của họ là nó họ đang nổi quạo với những cái họ thích, họ không thích rồi. Cái mình quánh cái khác vô, cái tự nhiên căn nó dính hết rồi. Nó chìm xuống hết. Chỉ một căn lành thôi. Dạ không dám nấu cay nhiều. Mình cho họ một cái căn lành khác để họ chuyển cái tâm niệm đó. Chờ có hiểu là có thương là vậy. Vô tận công đức tạng hồi hướng, tức là hồi hướng kho công đức vô tận. Ai cũng có một cái kho công đức hết, nhưng mà tùy mình á. Chữ vô tận là gì? Là không có cùng tận. Nhưng không phải là mình làm gì nhiều mới là không cùng tận đâu. Nhiều khi một việc làm rất nhỏ thôi. Cái thứ sáu là gì? Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Tức là hồi hướng tùy thuận căn lành bình đẳng. Hồi hướng những căn lành tu tập được, được chư Phật gia hộ, có thể thành đạt những căn lành kiên cố. Thí dụ như mình nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Ủa nãy giờ mình ngồi mình nghe pháp không mà có công đức gì mà hướng về khắp tất cả? Dạ có. Vì có những chúng sanh họ ngồi nghe pháp không có yên. Họ lục đục ngồi nghe nhưng mà mở bóp, lấy cục kẹo đóng bóp lại, cái nhớ chực lại mở bóp lấy cái lược. Rồi lát lục đục, lát họ xây qua, lát họ lộn lại. Có những chúng sanh họ chưa thanh, họ chưa yên. Hay là có những chúng sanh họ không thích nghe pháp. Hôm nay mình được căn lành nghe pháp, mình cũng muốn cho tất cả mọi người có được cơ hội giống vậy đó. Cho nên cái ý nghĩa là nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả. Vì thì công đức là gì? Nghĩa là cái cơ hội mà chúng ta làm được việc này. Tại sao đời có nhiều người khổ quá mà ta không thấy ai khổ hết, ta không giúp? Thật nếu nói cho cùng là trên đời này cái người khổ nhiều hơn người vui. Cái nhiều người nghèo ta nhiều hơn người giàu. Thật nếu mà mình thấy là mình bố thí cho ai đó, mình nói nguyện đem công đức này cũng được nữa. Là vì để cho mọi người thấy được rằng ai cũng có căn lành để làm cái việc thiện này. Nếu mình có căn lành là mình sẽ thấy cái khổ của chúng sanh.
Vì ở nơi mình có cái gốc rễ của thiện lành. Cho nên tùy thuận bình đẳng hồi hướng, bình đẳng thiện căn, là mình tùy thuận căn lành, mình hồi hướng những căn lành tu tập được, được chư Phật gia hộ để có thể thành đạt những căn lành kiên cố. Thí dụ như có một người họ ghiền thuốc, nhưng mà họ tự đầu họ đâu có biết ghiền đâu, tự họ tập mà. Tự họ tập thì bây giờ muốn trừ khử đi cái ghiền thuốc đó đó, người đó phải khắc phục. Đang trên lúc mà người ta đang khắc phục cái hút thuốc đó, anh bạn nó ngồi đó phì phà hoài, ông cũng thèm lắm á. Nhưng mà nếu mà ông đưa tay, ông nói cho tôi làm ngao thôi, là không kiên cố rồi. Tại vì làm một ngao thì sẽ có hai ngao. Cho nên thí dụ bây giờ mình tu cũng vậy, Pháp Hòa chia sẻ với các vị trẻ đó, nếu mình muốn mình bị một cái gì nó lôi cuốn mình á, thì cái giờ phút mà nó sắp sửa nó lôi cuốn mình đừng ở gần chỗ đó. Thí dụ như giờ mình ăn chay nè, thấy người ăn mặn thèm quá, tại vì mình chưa khắc phục được, mình chưa quen cái chuyện ăn chay, mình ngồi chung với người ăn mặn mình còn thèm, thì lúc đó mình đứng dậy mình đi chỗ khác. Tại mình ngồi đó, đó bắt đầu mình suy nghĩ, và mình nghĩ trời ước gì ngày này cho nó qua mau, mai tôi ăn một bữa cho nó sướng. Chơi cái căn lành đó đó không phải dễ giữ, phải có cái tâm kiên cố mới được. Có nhiều người người ta làm lành, nhưng mà người ta gặp nhiều người hất hủi, người ta không biết ơn người ta, riết thời gian người ta chán, người ta không muốn làm nữa. Có nhiều khi sau đó rồi là họ thối tâm, họ không muốn làm lành làm thiện dạy nữa. Cho nên mình hồi hướng là mình nguyện cho tất cả mọi người ai cũng có được cái căn lành kiên cố này. Cái thứ bảy là tùy thuận bình đẳng nhất thiết chúng sanh hồi hướng. Nghĩa là hồi hướng tùy thuận quán sát bình đẳng chúng sanh, tăng trưởng tất cả căn lành hồi hướng cho lợi ích tất cả chúng sanh. Lên tới cái bậc hiền á, mà lên tới hồi hướng á, thì mình thấy nó đâu phải dễ. Bình thường mình nghe chữ hồi hướng mình thấy giống như mình làm gì mình cho người ta thôi. Nhưng mà cho mà mình khởi tâm niệm gì? Có tùy theo những cái căn, những cái hoàn cảnh của chúng sanh mà mình khởi tâm nữa. Tùy thuận bình đẳng, mình thấy được quán, chứ là mình quán sát tất, mình quán sát bình đẳng tất cả chúng sanh. Để làm gì? Để tăng trưởng các căn lành của họ, hồi hướng cho được lợi ích tất cả chúng sanh. Thứ tám là chân như tướng hồi hướng, tức là thuận theo tướng chân như mà đem tất cả căn lành để hồi hướng. Chân như là gì? Chân như là như vậy, cái thật tướng của các thứ nó như vậy. Pháp Hòa ví dụ như mình ăn một muối cam, mình mới nói trời ơi cam này nó ngọt như đường vậy đó. Thậm chí mình còn nói trời nó ngọt, mà nó ngọt trong lắm, ngọt thanh lắm. Mình diễn tả làm sao cũng không diễn đã được đúng cái vị và cái hương của muối quýt, muối cam đó. Người nào lột một muối quýt đó để vô miệng ăn thì người đó cảm nhận được mùi thơm nó như thế nào, vị chua ngọt nó như thế nào, thì lúc đó là gì? Đó là chân như. Chữ chân là chân thật, chữ như là không, bất biến, y như thế. Cho nên mình đến cái chỗ mà tu mà tới cái chân như đó, nghĩa là mình thấy được các tướng thật của nó mà không có pha lẫn cái gì khác hết. Ở trong một khóa tu á, mà mình sống với nhau lâu rồi là mình thấy chân như của nhau hết. Tại vì lâu lâu mình gặp nhau mình không ở chung. Có một dịp nọ mình đi hành hương chung, ở chung nè, mà đi khóa tu mình ở chung nè, rồi là bắt đầu chân như là biết hết rồi đó. Chứ hồi nào giờ là mình thấy gì? Mình thấy người đó qua bóng dáng những cái 5 phút, 10 phút, nửa ngày đó thôi.
mà mình chưa thấy được chân như. Cho nên chân như á, chân thật như vậy, không có thêm thắt gì hết. Vậy thì mình thuận theo cái tướng của chân như mà hồi hướng căn lành. Pháp Hòa ví dụ này ha, bây giờ cái bàn này á, nó bị lớn thôi, thì bây giờ mình muốn lấy một cái khăn trải bàn mình trải cho nó, thì mình phải tìm một miếng vải nào mình nhắm đủ che được cái bàn này để mình che lại nó. Là bây giờ mình thấy một đứa nhỏ kia nó đói bụng, mình thấy cái tướng nó vậy rồi, nó bị lớn nè, tự động mình vô múc cái tô nhất định phải ít hơn cái tô của một người lớn. Vì sao? Vì mình thấy được cái chân tướng của nó là mấy tuổi, khả năng nó ăn bao nhiêu, mình lượng chừng đúng cái y lượng đó mình đưa. Có phải vậy không? Mà nếu mình gặp một thanh niên cao ráo bự to, nó nói nó muốn ăn cái là mình vô lấy cái tô bự mình bới. Rồi bây giờ thí dụ mình thấy đứa con nít đó, mình lấy cái muỗng nhỏ hơn vừa cái tầm miệng nó. Người lớn là mình đưa cái muỗng to. Thậm chí người lớn là mình làm cho nóng lên, còn mấy đứa nhỏ mình hâm cho nó ấm ấm thôi, chứ còn nóng quá nhiều khi sợ nó ăn nó phỏng. Như vậy thì cái này là gì? Thuận theo chân như tướng mà đem căn lành cho họ. Nghĩa là mỗi người người ta có cái chân như của họ. Mà nếu mình thật tâm mình muốn giúp họ thì mình thuận theo cái tướng của họ mà mình giúp. Ví dụ nay bác con muốn thỉnh cái áo tràng, khi mình ngó tướng, à tướng cô áo tràng khoảng size 30, xuống dưới kiếm cái áo nào khoảng khoảng đó được. Chứ móc chi cái áo có 15-26, nó mặc vô cũng có vừa đâu, rồi đem ra phải mắc công xếp nữa. Có phải vậy không? Có nhiều vị đem cái máy cạo tóc mà loại vào ba cái lỗ nhỏ 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 mà thứ mấy người ta cạo râu á, đem lên trò, nói cái này là thầy cạo đầu nó sát dữ lắm. Pháp Hòa mới nói dạ cái này cạo râu thì được, tại vì cái tóc Pháp Hòa nó dày mà nó cứng. Tại vì Pháp Hòa đã từng thử rồi, vừa để vô một cái nó bung cái máy đó ra luôn. Vì cái loại đó là để cho những người tóc mịn, tóc thưa, mà nói chung là cạo râu á. Chứ còn mà tóc mà mình dày mà mình cứng là xài cái máy nó không được. Cho nên mình nhìn cái tướng của mỗi người, chân như họ làm sao mình ứng dụng. Thậm chí mình chơi với họ riết mình biết chân như họ rồi. Mình tới với họ là mình nói những cái gì thôi chứ không nói những chuyện kia. Hoặc là mình biết là bây giờ bà Năm bây giờ mít lòng bà Bảy rồi, bây giờ mình tới chơi với bà Bảy không bao giờ nhắc bà Năm. Tại vì sợ chân như bà Năm biến tướng. Thà nữ ra chỉ cần mình nghĩ tới họ vậy thôi, đó là một sự hướng. Mình hướng tới họ mà, mình hướng tới họ để mình hồi là mình thấy rằng à không nên nói cái này nha, không nên nói cái đó. Rồi có những người mình biết, có người ta chạm một người ta có một cái tự ái vì cái chuyện đó, cho nên lỡ mình có nói chơi gì đó tự nhiên nói tới đó, cái định nói câu chuyện đó cái nhớ chực lại không nói, hướng tới họ. Đây có một người ngồi đây nè, họ đúng cái hoàn cảnh này thôi, hồi là họ không nói, lập tức vừa hướng tới họ là lập tức hồi liền. Mà có hồi rồi vì hướng, vì nghĩ tới họ, vì nghĩ tới họ mà không nói cái việc này. Có những người mình biết người ta rất là tiêu cực, đừng kể những câu chuyện tiêu cực, tại vì mình chỉ làm tăng trưởng cái niềm tiêu cực ở nơi họ. Cái này gọi là thuận tướng, thuận theo tướng chân như mà đem căn lành. Đem cái căn lành, cái gì mà nó tác hợp cho họ được. Vậy thì thưa đại chúng, là nếu mà mình có một cái tâm muốn cứu chúng sanh, muốn giúp chúng sanh, là mỗi việc làm mỗi ngày của chúng ta nó đều nằm trong cái ý nghĩa của hồi hướng hết. Ví dụ như thấy bác đó đó yếu mắt lắm, thì đưa kinh gì cho người ta tụng, đưa chữ to để người ta dễ đọc. Hay là những người người ta mới vừa sơ cơ, người ta vô chùa,
đưa một cái bộ kinh rất là cao siêu ý nghĩa sao ta đọc. Lựa những cái cuốn kinh rất căn bản như cái kinh tụng hàng ngày đó, quý vị cứ thỉnh. Bất cứ người nào tụng cũng sẽ hiểu hết. Bởi vì sao? Nó diễn đạt ra thành tiếng Việt Nam hết. Và chữ trong đó in to, đẹp. Thưa đại chúng, là đó là chân như. Mình biết người nào ăn chay thì mình tặng đồ chay. Chân như của họ là ăn chay thì mình tặng đồ chay chứ. Người nào mình biết chân như của họ là hay bệnh, mình mới tặng dầu, mới tặng thuốc, ví dụ vậy. Cho nên gọi là thuận theo tướng chân như mà đem căn lành để hồi hướng. Cái thứ 9, vô phước giải thoát hồi hướng. Xin lỗi, đọc là vô phược. Chữ phược là gì? Chữ phược là trói buộc. Thí dụ mình nói triền phược quá. Chữ triền phược là trói cột với nhau đó. Triền cũng là cột mà phược cũng là cột. Cột mà chẳng những cột mà siết lại nữa. Vô trừa, vô phược. Vô phược hồi hướng là hồi hướng giải thoát, không trói buộc, không dính mắc. Đối với tất cả các pháp, không ôm giữ, không bám dính, không bị ràng buộc, đạt được tâm giải thoát, dùng các pháp lành để mà hồi hướng, thực hiện hạnh phổ hiền, đầy đủ mọi công đức. Vô phược có nghĩa là không có ràng buộc, không trói buộc, mà giải thoát là nó ngược lại với cái chữ vô phược. Vậy thì ở đây mình muốn làm việc gì cho ai, mình phải làm bằng tâm giải thoát, mà không làm bằng cái tâm trói buộc. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ mình giúp cho ai một việc gì đó, thì mình phải giúp bằng cái tâm giải thoát của mình là gì? Người đó đang cần giúp, khả năng mình ngay bây giờ có thể giúp, giúp xong là xong. Không đặt một vấn đề là mai mốt mình sẽ nhờ vả người này thế kia. Tại vì khi mình dính vô cái trường hợp đó là mình cột, là mai mốt tôi có chuyện nhờ, mà hãy mình nhờ không được mình sẽ buồn. Người đó từ chối mình sẽ giận, người đó quên thì mình sẽ buồn. Cho nên mình đến với tất cả mọi người, đem tất cả đối với các pháp luôn. Các pháp là gì? Mọi hiện tượng, dù tình cảm hay là việc làm gì cho ai. Không ôm giữ, không bám dính, không bị ràng buộc, đạt được tâm giải thoát. Như vậy gọi là dùng các pháp lành mà hồi hướng, thực hiện hạnh nguyện phổ hiền. Cho nên nghe ngay cái chữ phổ hiền là mình thấy đó là một việc làm rộng lớn cùng khắp. Chữ phổ là rộng lớn. Chữ hiền ở đây muốn nói đến cái việc làm. Cái việc làm nào mà rộng lớn cùng khắp, không dính mắc, đều gọi là phổ hiền. Cho nên Ngài Phổ Hiền cởi trên con voi màu trắng. Có một câu hỏi Phật tử mới nói, tại sao các Bồ Tát cởi trên con thú này thú kia thấy sao dữ dằn quá? Thưa đại chúng, tất cả chỉ là một biểu tượng. Bởi vì muốn nói lên sức mạnh, sức mạnh của một cái sự việc làm mà lăn xả vào trong những cái khó khăn mà không có lui sụt, thì người ta lấy cái biểu tượng gì đó ra ta ví dụ. Ví dụ như Ngài Phổ Hiền cởi trên con voi, bởi vì con voi là có khả năng gì? Xông pha. Hồi xưa là đi đánh giặc á, nó có một cái, người ta có bốn binh chủng. Ngày xưa có bốn binh chủng nha. Bộ binh. Bộ binh là làm gì? Đi bộ. Tượng binh là gì? Đi voi. Mã binh là gì? Đi ngựa. Rồi xa binh là gì? Đi xe. Bây giờ là giống như là những cái bây giờ là người ta đi bằng thiết giáp, người ta đi bằng những cái tối tân. Còn ngày xưa là đi bộ, đi bằng ngựa, đi bằng voi. Thì con voi nó có khả năng nó xông pha chiến trận. Hồi xưa hai bà Trưng đánh giặc đó cũng cởi voi. Thì sức mạnh ở trong Phật giáo Đại Thừa muốn lấy cái hình ảnh sức mạnh xông pha
lấy hình ảnh con voi. Còn nếu mà nói tới cái pháp âm, nói tới cái pháp âm mà nói tới cái trí tuệ mà làm cho tất cả mọi phiền não, tà kiến, cố chấp phải lui sụp, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi phải cởi trên con sư tử. Vì con sư tử đó, tiếng rống nó một tiếng thôi là mấy con thú nhỏ như thỏ nay là phải chạy khiếp vía không dám quay đầu. Thì cái tiếng gầm của trí tuệ làm cho mọi tà kiến, mọi làm cho mọi cái tà giáo, làm cho tà kiến mê lầm phải xa lánh đó. Cho nên Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, cởi trên con voi, con sư tử. Mà con sư tử này không phải màu vàng, không phải màu trắng, mà sư tử màu xanh. Màu xanh là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho bền vững, trẻ trung. Cho nên gia đình Phật tử, cái hoa sen tám cánh mà gắn trên áo đó, lấy nền màu xanh lá cây, tượng trưng cho trong sáng, ý chí của một thanh niên. Vẽ cái màu xanh lá cây trên cái nền hoa sen trắng đó. Cái hoa sen màu trà, cái hoa sen trắng mà gia đình Phật tử người ta gắn trên áo đó ý nghĩa lắm đó. Một cái vòng ngoài là tượng trưng cho cái gì, là mà nền màu xanh là tượng trưng cho gì, hoa sen trắng là màu trắng là tượng trưng cho cái gì, và tại sao có tám cánh? Ở trên ba cánh là tượng trưng cho năm hạnh, ở dưới ba cánh nữa là tượng trưng cho tam bảo. Cho nên người ta lấy biểu tượng mà. Biểu tượng để nhìn biểu tượng là thấy nhắc nhở. Ở trong kinh sử thường hay có một cái câu gọi là tam thú độ hà. Quý vị biết tam thú độ hà không? Ba con thú lội qua sông. Con thỏ, con dê và con sư tử, con voi. Bây giờ con thỏ mà nó lội qua sông thì cái chân nó đụng xuống nước bao nhiêu? Ít hay nhiều? Ít thôi, tượng trưng cho tiểu thừa. Con dê mà nó lội xuống nước á, thì cái chân nó được bao nhiêu? Nhiều hơn thỏ không? Nhiều hơn con thỏ nhưng mà không đụng được ở dưới đáy. Nhưng mà con voi mà nó qua sông á, thì cái chân nó đạp thẳng trên cái đáy của bờ sông mà nó đi qua được, tượng trưng cho đại thừa. Cái hình ảnh nó xưa lắm. Vị nào mà đi vào trong những ngôi chùa cổ mà thấy người ta vẽ một bức, một cái dòng sông có ba con thú, con thỏ, con dê và con voi nó đang lội qua sông, thì cái bức tranh đó gọi là tam thú độ hà. Độ là đi qua, hà là sông, tượng trưng cho tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Ở Phật Quang Sơn ở bên Đài Loan á, Hòa Thượng Tinh Vân á, có xây một cái khu vực gọi là kỷ niệm Phật Đà. Tức là xây một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 108 mét, ở trên một ngọn núi. Và ai muốn đi, trước khi mình tới cái chùa đó, mình trước khi mình đi vào trong cái cổng để mình lên tới Phật á, là mình phải qua cái cổng Tam Quan rất là lớn. Và trước cửa Tam Quan đó xây hai con thú đứng rất là to ở trước cửa. Một bên là con voi sáu ngà, một bên là con sư tử. Hai con đó tượng trưng cho đại thừa, hay nói cách khác là tượng trưng cho trí tuệ và hạnh nguyện. Vì Bồ Tát Phổ Hiền là cởi trên voi, mà Bồ Tát Văn Thù thì cởi trên sư tử. Và có vị mới hỏi, có một lần có một Phật tử hỏi câu này mà chưa có dịp trả lời. Tại sao các Bồ Tát dữ quá, cởi đầu cởi cổ với con thú? Dạ thưa, biểu tượng con voi màu trắng mà không phải là hai ngà bốn ngà mà là sáu ngà, tượng trưng cho lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Người có đủ sáu cái phương pháp này thì mới lăn xả vào đời độ được. Đại chúng mà để ý một chút coi, hình như mỗi ngày ít nhiều mình sẽ ứng dụng một trong sáu cái này.
Như khóa tu cái mình mua thức, bỏ tiền ra mua thức ăn lên cúng dường là bố thí gì nữa. Cho người ta ăn chay đầy đủ rồi để người ta không khởi nghĩ cái tâm nghĩ mặn là trì giới cái gì nữa. Mà nếu mà nấu mà ra mà người khen kẻ chê mà mình bình thản được là nhẫn nhục rồi chứ gì nữa. Nấu rất là cực nha. Mà siêng năng nha, không khóa nào mình bỏ nha, là tinh tấn rồi chứ gì nữa. Mà nấu mà có bài bản là có ý thức nha, cho nó ngon là thiền định rồi chứ gì nữa. Mà bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, năm cái này nó đều nằm ở trong trí tuệ hết. Nếu không có trí tuệ sao biết bố thí? Nếu không có trí tuệ sao biết nhẫn nhục? Nếu không có trí tuệ sao biết tinh tấn? À, cho nên một việc làm của mình một độ mà thể hiện đủ cả sáu độ. Một việc làm thôi mà độ thể hiện đủ cả sáu cái kia, năm cái kia. Cho nên mình giải thoát là gì? Là mình có một cái tâm thoáng rộng để mình thấy được tất cả mọi cái pháp xung quanh mình. Mọi cái pháp xung quanh mình, hiện tượng cũng là một sự việc. Cái gì mà người ta ứng xử với mình cũng đều là pháp hết. Lần đầu tiên mình tổ chức khóa tu mùa đông, mà tại vì không phải mình cố tình mà thật sự ra là hoàn cảnh là tự nhiên đưa mình vào cái chuyện gọi là tổ chức hai khóa tu chung, người lớn và trẻ em. Nhưng mà khi mình đi vào khóa tu rồi mình thấy là cũng hay. Nhất cử lưỡng tiện, nấu ăn lần thôi hai khóa luôn, khỏi nấu hai khóa. Mà chẳng những vậy, người lớn con nít, người lớn có cơ hội nhìn thấy các em nhỏ nó tu. Và cha mẹ dẫn các em tới tu thì cha mẹ cũng được dự tu chung. Năm 2020 này khóa tu mùa đông cũng giống y vậy. Tại vì Noel là ngày thứ 6, 25 Tây. Thứ 7 là ngày 26 Tây. Chủ nhật là ngày 27. Mới đầu Pháp Hòa Định là cho các em tu trước 22 tới 25. Mấy thầy nói khó lắm. Tại vì thứ nhất là nó mới nghỉ, làm sao nó bay qua kịp. Cái thứ hai là cho nó relax, nó chơi mấy ngày đầu đi, từ 26 mới vô tu. Cho nên năm tới này cũng sẽ trùng y hệt như vậy. Nhưng mà điều đó không có trở ngại gì, mình đã có kinh nghiệm của cái khóa tu vừa rồi rồi. Sắp xếp vẫn nhịp nhàng như thường, mọi chỗ ăn nghỉ rồi cách đi lấy thức ăn cũng nhịp nhàng như thường, thời khóa cũng nhịp nhàng như thường. Cho nên pháp nào mình cũng có thể ứng xử được hết, hồi hướng được hết, quay trở lại thấy hoàn cảnh không có, sắp xếp trở lại hướng được mà không bỏ ai hết. Trẻ em người lớn đều được tu tập. Cho nên thực hiện hạnh phổ hiền là vậy. Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói với mấy em trong gia đình Phật tử, mấy anh chị lớn á, bây giờ làm huynh trưởng xong thời gian rồi, giờ nghỉ hết trơn, bỏ mấy em không có ai chăm sóc. Thì Pháp Hòa có gặp, mỗi lần gặp Lão Hòa nói, người nào cũng than đó, trời ơi có gia đình rồi bận rộn. Pháp Hòa nói thật sự ra đó, nếu mà nói bận và rộn á, ai cũng bận hết á. Có điều là có rộn hay không, mình định là không rộn, bận mà không rộn. Có nhiều người á, lộ con rổ ra mà rộn dữ lắm. Có phải không? Mà có nhiều người ta nấu nguyên cái bữa ăn mà chẳng rộn. Cho nên bận mà không rộn, rộn là rộn ràng á, lăng xăng lít xít. Mà mấy đứa nhỏ ở đây nó không có đủ khả năng, nó handle nhiều việc. Pháp Hòa thử mấy lần giao cho nó thử làm này làm này, rồi bắt đầu nó bị frustrated, nó khủng hoảng lên. Mà trong khi đó mình á, trong đầu mình là một ngày hàng chục việc mà sắp xếp. Trong khóa tu ở Tây Thiên vẫn phải chạy xuống bệnh viện, từ ở Westlock chạy xuống, cứ cách ngày chạy ngày. Rồi ngày hôm qua hôm kia đây cũng thế.
Cho nên thưa đại chúng là thí dụ như trường hợp là Pháp Hòa nói với mấy anh em á, nếu mấy anh em nghĩ tới các em nhỏ sau này, Pháp Hòa chỉ xin mấy anh em mỗi một người cho 4 tiếng một tuần chủ nhật thôi. Từ 1 giờ tới 4 giờ chiều. Mấy anh em chỉ cần hy sinh 4 tiếng đồng hồ đó mà duy trì được các em nhỏ. Mà mình cống hiến, mình không có bị, mình không có cái lỗi là mình đã thọ nhận cái đó khi mình còn nhỏ mà giờ lớn lên mình không làm được gì cho các em, trong khi đó thế hệ trước đã làm cho mình. Nếu mà các thế hệ trước không hy sinh đào tạo thì các em đâu có được một cuộc sống lành, là mạnh, hiểu biết như bây giờ. Nhưng mà tới phiên đời mình cho là mình bỏ phế. Cái đó là một cái mà mình suy nghĩ lại. Cho nên ví dụ như mình bận cỡ nào đi nữa, nhưng mà mình nếu mình muốn làm việc thiện vẫn làm được. Bây giờ một tuần á, chủ nhật á, chùa chỉ cần mình lo một cái bữa ăn cho đại chúng thôi. Nếu mà mình sắp xếp được công việc, mình vẫn có thể mình về mình làm được. Cái chuyện dở hay là cái chuyện do lâu ngày thôi. Nhưng mà với cái gì, cái hồi nãy trên là gì? Bất hoại. Nếu mình làm, mình hướng tâm đó bất hoại thì mình sẽ đi tới được cái chỗ gọi là gì? Giải thoát. Mình làm được. Thường Pháp Hòa đi đến giảng những cái nơi xa đó, nhận có một chùa ngày chủ nhật thôi, mà khi các chùa xung quanh đó biết được á, rốt cuộc một ngày chủ nhật Pháp Hòa giảng 5 chùa, một chùa giảng 2 tiếng cũng xong. Một lần giảng 2 tiếng mà giảng 5 chùa như vậy. Thành thử ra Pháp Hòa thưa đại chúng là một người chúng ta chỉ có 24 tiếng thôi, không ai hơn mà không ai ít hơn đó. Nghèo cũng 24 tiếng, giàu có 24 tiếng, cùng đinh mạc rong cũng là 24 tiếng. Nhưng mà quan trọng là mình sử dụng 24 tiếng đó như thế nào. Cuộc sống mình là chỉ biết được ngày nay mà không biết ngày mai. Cho nên quan trọng là chúng ta sanh cái tâm hồi hướng, tức là mình nhìn lại mình có bao nhiêu thời gian, mình có bao nhiêu khả năng để mình hướng về cho tất cả chúng sanh. Gần gũi nhất là những người đồng đạo, những bạn hữu xung quanh mình. Cho nên cái khóa tu vừa rồi á, Pháp Hòa rất là phục cô Diệu Tường nha. Trưởng lão nhất trong khóa vừa rồi á, 80 tuổi rồi chết sao, kéo cái walker mà đi một ngày đầy đủ mấy khóa. Còn Pháp Hòa thấy mấy cô nha, mới dưới đầu là ngồi hạ tọa, là ngồi dưới hang, lát cái lên trung tọa hang, thượng tọa hang, rồi lát cái đứng. Có nhiều người cầm cuốn kinh nha, đứng nha, đi tới đi lui, tụng bị mỏi quá đó, cái đi tới lui, có người đau lưng không có ngồi lâu được, đứng dậy để cuốn kinh ở trên cái bệ rồi ngồi đứng tụng. Pháp Hòa thấy hết. Nhưng mà tất cả những hành động đó đều là hành động của tinh tấn hết. Mình đau lưng chứ đâu đau mắt. Mình có thể tùy nghi quyển chuyển. Con anh Phật tử lần đầu tiên đi theo bà xã giữ khóa tu tụng kinh, anh nói trời ơi, chưa bao giờ con ngồi mà nó khủng hoảng như vậy. Và thưa đại chúng, có những thầy, có những thầy ở chùa chứ chưa bao giờ ngồi tụng kinh suốt ròng rã mấy tiếng đồng hồ như vậy. Có một thầy chiều nói qua, thầy kia là chưa bao giờ ngồi tụng kinh mấy tiếng đồng hồ, vậy mà bữa nay ngồi. Tại vì thường thường khóa lễ là dừng tiếng là cùng chứ gì. Và quý vị biết là xong khóa tu rồi, đại chúng đi về rồi, 2 ngày sau ở trên Tây Thiên có những Phật tử vẫn lên tụng kinh với quý thầy, 1 ngày 3 tiếng, 3 lần như vậy, vẫn tiếp tục tụng kinh 3-4 tiếng một ngày như vậy. Ngồi dưới đất, mỏi thì ngồi lên cái bệ, bệ mỏi quá ngồi lên ghế, ghế ngồi hết nổi, đứng, đứng hết nổi, đi tới đi lui, vậy mà lê lết cũng xong một khóa. Và có một lúc Pháp Hòa gặp cô Diệu Tường, cô kéo cái walker cô đi ra ngoài giữa cái mùa đông vậy, cô nói bà già tinh tấn. Đó là mình, đó là biểu tượng của cái bất hoại hồi hướng.
biểu tượng của không có bị trượt là gì? Không có bị tuổi già trói buộc, không có bị bệnh tật nó trói buộc, giải thoát. Cái cuối cùng là gì? Pháp giới vô lượng hồi hướng, nghĩa là tu tập tất cả căn lành vô tận, lấy đó để hồi hướng cầu cho pháp giới có được vô lượng công đức. À, ở đây có ai tụng cái bài kệ kết của Hồng Danh Bảo Sám không? Nếu con đã từng bố thí dù chỉ một vài hạt cơm, nếu con đã từng cúng dường trai tăng dù chỉ một buổi, nếu con đã từng bố thí dù chỉ một vài người, nếu con đã từng xuất gia dù chỉ một lần gì đó, trong cái bài đó đó ha, tất cả công đức đó con đều hồi hướng đến chỗ vô tận. Thưa đại chúng, nhiều khi á, cuộc đời này có những cái việc nó sẽ lặp đi lặp lại nhưng mà không bao giờ nó trùng. Pháp Hòa ví dụ, tháng này mình thọ Bát Quan Trai, đây đó, nhiều đây, người đây ngồi vị trí đó, tháng sau chưa chắc đủ hết các vị có mặt ở đây và ngồi đúng cái vị trí đó. Cho nên cái chuyện thọ Bát Quan Trai là có thể nó lặp đi lặp lại hàng tháng, nhưng mình không có bao giờ có cơ hội hai lần cùng một cái trường hợp. Pháp Hòa vẫn có một lần đi hành hương năm 2005. Thì năm đó đi cũng khoảng gần 100 người. Đi một tháng trời. Trời ơi, đi mà ai cũng hạnh phúc vui quá chừng luôn. Và hẹn kỳ sau đi, mà thí vị biết không, có những vị chỉ một lần đó thôi và không bao giờ có lần thứ hai nữa. Tại vì lần nào tổ chức vị đó đều có duyên sự. Mà càng để lâu về sau thì tuổi yếu già, trước kia thì bận rộn, nhưng mà đến về sau nữa thì không phải do bận rộn nữa mà gì? Do tuổi tác sức khỏe. Cho nên á, ngày nào mình còn ngồi tụng kinh được, mình còn lại Phật được, dù một lại thôi, không sao hết. Vì một lại đó mà lại bằng tất cả cái chí nguyện của mình, nó đều là căn lành, chứ không phải là phải đợi tới đủ tới ba lại. Một lại xong rồi hai lại hết nổi rồi đứng dậy hai xá cũng được nữa. Chờ Pháp Hòa cũng tâm lý, giờ mà bây giờ tác bạch xong rồi đứng lên đứng xuống rồi bộ khổ quá ha. Tác bạch xong rồi quỳ tại chỗ cuốc ba cuốc luôn đi. Pháp giới vô lượng hồi hướng. Tại vì pháp giới này, nói chung là pháp giới chúng sanh này, người ta cần tất cả mọi sự giúp đỡ của mình, giúp cỡ nào mình giúp cũng được hết á. Ở bên Mỹ xứ ấm á, nhất là cái vùng Nam Cali, Bắc Cali rồi vậy đó, thì các chùa hay có những cái chương trình gọi là nấu ăn cho người vô gia cư. Thì hồi trước có những chùa đó là quy định đó là một tháng làm lần, hay là một tuần làm lần, một lần vậy là khoảng mấy trăm suất cơm, nấu thức ăn á, rồi đem đi phát cho họ. Quý vị biết không, ngàn phần cũng không đủ nữa, chứ đừng nói 500. Không thể tưởng được. Xuống cái vùng LA, trời ơi, homeless, đầy đường luôn. Thì cái mùa Giáng sinh vừa rồi đó, cái lễ Christmas vừa rồi, có một ngôi chùa có quà tới giảng đó, đem 1000 phần quà xuống, quà cáp rồi mền nè, thức ăn nè, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi phát sạch sành sanh mà không đủ nữa. Pháp Hòa nói bộ nhiều vậy, nó trời ơi, ngàn đó là mình, tại mình khả năng mình nhiêu đó thôi đó. Quý vị mà đi bên cái thành phố Úc lần, trời ơi, homeless đầy hết trơn luôn. Những cái vùng mà ấm, bây giờ qua Seattle cũng vậy, đi dọc bên đường là những cái triền đồi đó, là những cái gốc cây to là họ dăng liều ở đây hết. Homeless nhiều lắm. Ở đây là xứ lạnh mà mình vẫn thấy homeless nè. Có những bữa mà Hòa thấy là dọc bên đường là có những người họ quấn mền, họ nằm trong cái mùa đông giá lạnh vậy đó. Ở đâu cũng có người khổ. Bây giờ quý vị đem tới cái bánh họ cũng mừng đó. Quý vị cho họ cái mền cũng được đó.
Cho nên là đã pháp giới chúng sanh này, người ta khổ nhiều lắm, cho nên mình chỉ cần có căn lành, chỉ cần mình có căn lành thì và phát tâm hướng về họ đó, thì lúc nào mình cũng có chuyện để mình hồi lại mình, à khả năng mình nhiêu, giúp được bao nhiêu để mình giúp được cho họ. Vô tận pháp giới vô lượng hồi hướng, là tu tập tất cả căn lành vô tận, lấy đó để hồi hướng. Bởi vì bất cứ một cái khổ đau nào mà người mình thấy được mà mình sanh cái tâm cảm thương, thì mình biết rằng lúc đó căn lành mình có. Cái bữa đi vô trong Bác Từ Hòa đó, thì bác sĩ nó là đem lấy bắt mất mà, cho nên là gia bác sĩ cho gia đình một cái phòng đặc biệt để mà tụng kinh rồi chuẩn bị cho bác đi nha. Trời, cảm động cái lúc đó, cảm động ghê lắm. Pháp Hòa tới nói chuyện với bác, nắm tay bác, thì quý vị biết trong cái cơn mê như vậy đó mà tay bác vẫn vậy nè, biết làm gì không? Lần chuỗi. Bởi vì sao? Bởi vì cái bác thành tập nghiệp rồi, hằng ngày tay lần chuỗi nè, cho nên trong cơn mê mà tay vẫn lần vậy nè. Pháp Hòa lại cầm tay bác lần vậy, thì mấy người con nói chắc má đi tìm sâu chuỗi, bác quơ bác kiếm vậy nè. Cho nên là lập tức chạy về chùa, là Pháp Hòa lấy sâu chuỗi đem lên cho bác. Mà quý vị mấy ngày sau lên, tay vẫn cầm sâu chuỗi măng. Vì mặc dù không hề trả lời trả vốn gì hết. Mấy người con tới rồi nói những cái lời cảm ơn bác, rồi xong rồi mới nói, cái Tắc Huệ mới nói, thôi bây giờ tất cả chị em mình đó, sẵn má còn sống nè, hãy quỳ xuống lại má ba lại đi, để tạ cái ơn mà sanh thành dưỡng dục của má. Mà cái giây phút đó nó không có chuẩn bị gì hết, nhưng mà nó cảm động vô cùng, cảm động vô cùng. Và Tắc Huệ nói, má nếu mà tới giờ má theo Phật, má theo Phật đi, má đã là một người má tuyệt vời với chúng con rồi. Quý vị biết là mình đứng mình tụng kinh mình khóc ròng, vì cái giây phút đó nó quá cảm xúc, nó quá cảm động. Pháp Hòa mới nói với bác, nếu mà duyên đến, thời đến, bác cứ theo Phật, tại vì bác sống trọn rồi. Bổn Phật một người vợ đối với chồng, người mẹ đối với con cái, người bà đối với cháu, mà đặc biệt là một Phật tử đối với Tam Bảo. Chưa bao giờ một người nào giận hờn phiền hà bác Từ Hòa hết, lúc nào cũng nhịn nhường, ai muốn hơn muốn lớn tiếng nhiều là bác cứ mô Phật cười thôi. Mà tới chùa là tiếp mọi người bằng một nụ cười thôi. Anh thử ra thưa đại chúng là nếu mình chỉ cần thấy cái đó, giây phút đó mình có cảm xúc không? Có, căng lanh mình có. Mình thấy người ta khổ, người thấy người ta buồn, mà mình biết cảm xúc là mình biết mình không phải bị không có căng lanh. Cho nên Pháp Hòa rất là vui. Ví dụ mấy cái anh mảnh tới đứng trước cửa chùa, mảnh cho mình quý vị lấy hộp cơm ra chặn đó, mà phải mình lấy một hộp cơm, mà mình phải làm sao mình lấy mà người ta ăn được cái hộp cơm đó đó, chứ không phải lấy cho có nha. Lấy mà người ta ăn được hộp cơm đó, thì mình biết rằng khi mình bới hộp cơm đó, cái tâm mình phải hoan hỷ, phải vui, là vì mình biết rằng mình đã sống với căn lành và thiện pháp. Mình không có bị, cái tâm mình nó chưa có bị, nghĩa là lạnh lùng đến mức độ là mặc kệ người ta, hay là mình chưa đến mức độ là cho để mà cho, mà không phải cho bằng cái tâm của mình. Thì những lúc như vậy mình biết mình phải vui, mình phải hoan hỷ là mình tu tập, mình có tiến bộ, mình thấy mình cảm xúc được cái khổ của người ta. Pháp Hòa biết là chị Phụng có mình chị bên này, cô Như Cúc có người một chị mình chị để bảo lãnh ba mẹ qua, giờ ba mẹ bệnh mất. Thì Pháp Hòa biết là chỉ có một mình trong bệnh viện giữa đêm hôm như vậy. Pháp Hòa chỉ cần có mặt thôi là mình biết rằng chị cũng sẽ rất ấm lòng. Cho nên dù đang bệnh cảm ở trên Tây Thiên, nửa đêm nửa hôm và cũng đi xe xuống mà đi vô như vậy. Còn có những bữa mà đi vô bất chợt thấy chỉ nằm co ro trên hai cái ghế ráp lại, nằm trên cái ghế mà canh ông già, thấy tội hết sức. Cho nên Pháp Hòa cũng nói an ủi ông già, bác cứ yên tâm đi, chị
chị Phụng không có lẻ loi đâu. Nhiều khi ông còn nghĩ con gái mình giờ đây có một mình. Yên tâm, quý thầy chùa sẽ lúc nào cũng sẽ làm bạn với chị, để cho ông yên tâm ông đi. Và khơi cái căn lành của ông bằng cách là niệm Phật. Ông đọc được ba câu Nam Mô Di Đà Phật ba lần. Pháp Hòa hỏi: ông có sợ chết không? Không. Sẵn sàng đi chưa? Sẵn sàng. Thậm chí cái bữa cuối nè, nói giờ rút ống ra là chết đó nha. Ông gật đầu á. Nghĩa là mình cái lúc đó cái căn lành của họ là gì? Là họ thấy được sự sanh tử của kiếp người. Cho nên vừa rồi quý vị nhớ cái đám tang của anh 52 tuổi, Pháp Hòa cũng không ngại đứng ra có vài lời khai mở. Biết đâu chừng một giây phút nào những người bạn của ảnh ngồi đó thấy được rõ kiếp sống mong manh của con người. Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Nhớ không cái bài tụng đó? Sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Rõ ràng cái bài thơ, cái bài kệ khuyến tu đó nó quá đúng với trường hợp này. Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Hồi trưa gia đình lên ấy, trời nó lên nó rủ luôn Nguyễn Chánh Tín. Nghe nói ông Nguyễn Chánh Tín cũng nằm ngủ rồi đi luôn vậy. Thì thưa đại chúng á, mình học 10 cái hồi hướng này. Rồi bây giờ Pháp Hoài chỉ muốn nói là hướng nghĩa là mình nhìn ra người, hồi là mình quay trở lại. Và mình sẽ thấy rằng á, bất cứ một cái người nào mình hướng, nếu mình có được cái căn lành là mình biết rằng mình đều có cách mình hồi hết, ít nhiều theo khả năng của mình thôi. Với điều kiện là phải giữ sự bất hoại, đừng có lui sụp, đừng có thối tâm, và đừng có dính mắc những hình ảnh họ là ai, họ đã từng xấu với mình như thế nào. Biết đâu chừng á, cái người xấu với mình nhất, nhưng mà giây phút họ đau khổ, chính là giây phút mình sẽ hóa giải được cái hận thù, cái oán trái giữa mình với họ trong lúc này. Vì lúc họ khỏe họ đâu có thấy điều đó. Lúc họ bệnh rồi mình có mặt cho họ thì chừng đó họ mới hiểu được thế nào là tình và thế nào là oán. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có câu: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Chỉ có tình thương, có căn lành mới diệt được mọi cái oan trái với nhau thôi. Thôi thì với cái ý nghĩa hồi hướng này, chúng ta thấy nó rộng ra. Bây giờ không phải chỉ tụng kinh mới có chuyện hồi hướng nữa, mà đi trên đường. Đây phải qua ví dụ nè. Thấy cái miếng vải chai nằm đó, hướng đó. Mình có khả năng bưng cái miếng vỏ chai đó bỏ không? Được, cầm miếng vỏ chai bỏ không đó, hồi hướng rồi. Mình khui một cái lon xong ha, nhớ là phải đẩy cái miếng thiết của cái miếng đó đó vô bên trong. Mình ẩu tả mình bỏ vô, lỡ người ta lấy cái tay người ta nhấn cái thùng rác á, đứt tay người ta. Vừa bỏ cái lon đó vô rồi nhớ trực lại, lỡ ai người ta để cái tay ta nhấn thùng rác ta đứt tay sao. Kéo cái lon đó ra, nhấn cái miếng mà mình khui bung ra rồi nhấn xuống, hồi hướng. Một cái miếng chai, miếng gì mình bỏ phải để ý. Nếu cái thùng rác mà nó tận cái đáy thì không nên bỏ nó xuống liền. Phải lấy cái gì gói nó lại, tại vì nó là cái đáy của cái bịch ni lông đó. Lỡ mà nó rách, nó nặng, người khác khiêng cái bao rác lên, người ta chụp một cái đó đứt tay người ta. Chỉ có thể ẩu được là khi nào thùng rác đó phân nửa rồi, mình bỏ những cái bể này vô cái giữa đó, thì những món rác khác nó nằm lên, thì quả may họ không bị đứt tay thôi. Cho nên Pháp Hòa bỏ rác, Pháp Hòa cũng để ý như vậy. Thì ở đây Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, để đại chúng thấy rằng á, cái sự hồi hướng của mình nó trùm khắp. Cho nên ở cái cuối cùng gọi là gì? Vô tận vô lượng. Cái gì mà bén sắt rửa chén cũng vậy nha. Người nào mà sắt gọt rồi là tuyệt đối không được bỏ dao ở trong cái bồn nước. Dao là phải gác bên trên để người ta thấy người ta rửa. Trời nước ngập lởm bởm vậy nè, vụt dao vô đó,
Người ta lỡ, người ta quơ tay, người ta hốt lên đứt tay người ta. Nhiều đó thôi là mình thấy rằng mình thiếu sự hồi hướng rồi. Đi ngang thấy cái áo tràng ai rớt đó, lượm lên. Không phải áo túi. Dạ không phải áo anh, nhưng mà áo này áo tụng kinh lễ Phật. Ai làm rớt mình lượm lên cũng đều có phước giống nhau. Để chi nó dưới rơi dưới đất, nó bẩn nó dơ, lễ Phật làm sao được. Ban đêm ban hôm những đôi dép đôi giày mình sắp cho nó gọn lại, ta mở cửa ta đi ta dấp té làm sao. Trên cái cục sắt mà tấn cửa này nè, lúc nào Pháp Hòa bước ra mà thấy ai để nghinh ngang là Pháp Hòa đều lượm vô để góc. Người ta mở cửa ra, người ta vô ý, người ta đụng cái cục sắt đó dấp té. Cho nên mình thấy là nếu mình chịu tu hồi hướng rồi thì thôi, ngày nào, lúc nào, chỗ nào cũng có chuyện để mình hồi hướng đó. Thôi mình ngưng ở đây ha, để đại chúng thấy thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đây là ba bậc của bậc hiền đó. Ai mà làm được những cái gì trong này đó ha, là mình đều là bậc hiền. Mà hiền là gì? Hiền là những người sắp sửa làm thánh. Thế cho nên mình muốn làm hiền mà. Muốn làm thánh thì phải làm hiền trước. Làm hiền là những người đang trên đường làm thánh. Đấy, xin cảm ơn đại chúng. Và một lần nữa thì xin cảm ơn đại chúng trong một năm qua đã hỗ trợ cũng như là giúp đỡ cho tu viện trong mọi mặt, để cho mọi sinh hoạt của chùa được tiến triển tốt đẹp. Đồng thời là bước sang năm mới thì chúng ta phải phát nguyện những cái gì mà mình không vui với nhau thì mình phát tâm hỷ xả hết, để cho năm mới này mình được vui vẻ, công đức của hai bên đều được trọn vẹn. Mình buồn ai mình cũng khổ, mà người khác buồn ta cũng khổ. Thứ hai là người ta không biết mình buồn ta, cái ta làm hoài cái ta mất phước. Mình tu tập mà mình buồn ta hoài mình cũng mất phước. Cái phước vui vẻ không có, có cái phước buồn giận hoài. À, cái kế nữa đó là mình phát nguyện tinh tấn hơn trong năm mới này. Thì đồng thời là Pháp Hòa cũng xin nhắc đại chúng là ngày 18 ha, tối thứ bảy mình sẽ có buổi cơm họp mặt đầu năm. Mong đại chúng họp mặt đông đủ để cho cái ngày truyền thống này của mình được đầy đủ hết những thành viên mà thường lui tới tu viện để tu tập, cho nó có cái tình huynh đệ với nhau. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng. Giờ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.